Đây. Rồi không sống chơi. Rồi. Đù. 70 luôn. Trời vô miếng nước vô hồng đi trời. Miếng bắt hồng lại đây. Không, không có bị cái lửa cắm cái gì đấy. Để nó cứu hộ mày. Để lúc mình nó ngồi mày cho mày máu thịt. Ừ, cứu hộ, cứu hộ. Đây. Tắm mày luôn, không sao, tắm mày luôn. Tắm mày luôn, không sao. À, xin chào tất cả các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hiện tại mấy anh em đang nằm ngoài trời nha các bạn. Thì mình vừa suy nghĩ ra được một cái màn tròn để hút tiếp tục cho Teo một phát nữa nha các bạn. Thì hôm qua mình mới cho nó đẩy xe lên bờ xuống ruộng nha. Thì bữa nay mình sẽ cho nó lên bờ và xuống ao nha các bạn. Để các bạn biết cái màn tròn như thế nào thì các bạn cứ theo dõi clip hôm nay thì các bạn sẽ rõ nha. Bây giờ mình sẽ nhắn tin cho Quỳ Phiên với anh Cù Lục để hai nó hợp tác cùng mình để đưa Teo vô bẫy để thực hiện cái màn tròn hôm nay nha các bạn. Thì các bạn cũng biết, thì làm cái nghề này các bạn cũng biết rồi. Không chơi nó thì nó cũng chơi mình, mà mình chơi nó nhẹ thì nó sẽ chơi mình lại nặng đô nha bạn. Bởi vậy cuộc sống mà. Thôi bây giờ mời tất cả các bạn cùng let's go lên đường để thực hiện cái màn cho này với mình nha các bạn. A few moments later. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hôm nay Quay Phim đã có tổ chức cho anh em mình một cái trò chơi nha. Thì trò chơi nó như thế nào thì mời Quay Phim sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tổ chức cho ống mấy ống chơi trò chơi sức bền với độ nhanh nhẹn nha bạn. Các bạn có thấy là đây là cái mương lục bình hơi bị nhiều lục bình luôn không bạn? Cái mương này bữa hổm anh em mình đi cắm câu rồi bạn. Đó, lục bình siêu nhiều luôn á. Quá nhiều luôn á. Bây giờ tôi sẽ có một thử thách cho bà được không? Thử thách của mày là kêu ba tao chặt này lên là làm thảm không? Không. Thử thách cho ba. Tôi thử thách cho ba được không là gù hết lục bình nó lên bờ hết. Giờ 70 triệu được không? Thế thèm. Ông biết cái mương là bao nhiêu lục bình thằng cú. Rồi sao không dạng hỏi tính tiền. Cắt cộng lục bình lên tính tiền đó, một cộng ngàn gì tính tới. Thế thèm. Cộng ngàn nó chung mới bán đất bán nhà, nó bán luôn bà nó giờ nó không đưa tiền chung nổi. Tính cái rễ đi, cái rễ hết thằng. Đâu vậy? Nói chung là mình sẽ thử thách cho mấy ổng là thử thách bơi qua bển nha bạn. Bơi bển bơi gì à? Bơi cái nào? Bơi sao? Dẹt lục bình ra bơi. Đâu mà bơi? Thì dẹt lục bình ra bơi. Luôn. Không, sao thử thách người ta là đi chinh công. Đúng rồi. Ông đi được không? Sao không? Đi. Ông đi một cái công thôi các bạn. Mày hỏi ông vậy không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi lặn cái chậu ông đi, lặn đi. Lặn đi. Cái này là chỉ bơi nha, không được lặn nha, là bơi bển. Bơi dẹt bình bơi bển. Trường được không? Thì trường đó. Trường đi. Bò không? Như mèo quào đó. Quào với đây cho hết quào không? Đúng rồi. Con mới không làm cách nào bơi tới bển xong bơi về nhưng mà không được lặn nha. Ok. Tay đúng rồi. Đụng lên lên cái bên bác. Giống như cái bờ đây đó, cái đụng cái đất. Không. Leo lên bờ luôn, leo lên bờ đụng cái bác đó xong rồi phóng xuống lại. Không, nhưng mà đi qua một đường, đi về phải một đường khác nha, không được chụp được chùm đường đó nha. Mỗi người một đường. Mỗi người một đường nhưng mà hai đường. Ừ, mỗi người hai đường. Đi qua đường đi về đường khác. Đi về đường khác chứ không được chơi. Đường luôn ơi, đường thì đường đó đi qua nó đường khác đi. Đường khác đi. Đường khác ông nội ơi. Cho tao bắn không? Đường khác không? Rồi ok ok. Cái cây nào có cây leo lên đọt cây cái thì mình hãy xuống. Chơi chơi hả? Chơi chơi. Nghe nó tới đó nghe cái tên bác xuống luôn. Nói chung phần thưởng hôm nay là không, nó giỡn. Phần thưởng hôm nay cho người nào mà thời gian mà ngắn nhất sẽ được 5 xị nha bạn. Đúng rồi. Vậy ông cầm ra. Đại diện người cầm nhớ. Mày cứ tưởng là mình chứ mày tính cái tài đi gì. Bây giờ tôi đem bánh nó treo bánh ai trước lụm. Đây 21 này thôi, không có tiền lên. Vậy bây giờ anh tưởng dữ. Quay phim nó hơi gã. Tôi tao nào. Tao mày dám lên đây. Không đưa tao mày dám đi rồi. Anh tưởng. Thôi mày dẹp đi bởi. Thôi ông tin tưởng, ông mà tin tưởng bằng tôi vậy. Này nè, này nè. Thôi đưa trống giữ đi hôm nay. Tin tưởng không? Ok ok ok. Để mình dự trữ bạn. Ai thắng thì nhận được 500k này okay, phải không? Đúng rồi. Ông nào bỏ vô đây. Vậy là tự dữ sao? Vậy là lỗi bởi. Xong lỗi người chứ. Đúng rồi. Đội nào mà thằng nào mà thời gian ngắn nhất là đúng rồi. Bấm giờ đó. Ok không? Ok. Rồi dứt. Đó là đơn giản. Chấp nhận. Hôm nay là mình sẽ chúc đơn tôi quá chi. Chúc đơn trời, biết chúc đơn luôn. Mời chấm. Em chơi đúng không bên? Thôi tôi nghĩ rồi. Bỏ đây tao lùng chơi. Chơi thì đây đây ba lùng chơi. Nói chung là cái gì mà tôi lại ôi người đó vậy, người đó chơi trước. Ok. Ok, nào ra sao trước rồi. Ok, ok. Chơi ngu quá. Ok, chơi nè. Ok. Ok. Là ra trước chơi trước nha. Ok. Ok. Dứt.
Bây giờ anh em mà vào cuộc chơi bạn chấp nhận cuộc chơi của IP nha. Là bắt chứng từ đây không? Ừ. Chú phát ở đây, lội bệt, lội về. Đúng rồi. Okay. Anh em chấp nhận. Thằng nào thì vậy nhất lụm. Ok. Thấy okay. Vậy cho mày vậy mệt lắm đó nha. Mệt lắm nha. Okay. Thiệt. Ông chưa gói rồi, ông chưa sửa giúp mấy rồi. Ông tay mày chơi hai tay, ông đủ chạy. Trời mệt lắm nha bạn. Dạ chứ chị chứ mày nha. Ồ, quá chị chơi. Ê, thằng nào gian nó chứ luôn. Đúng nha. Ủa. Chết luôn. Thôi chứ. Rồi, thôi em có chơi đâu. Rồi. Ok. Mày với tao. Mày không tới lùng với tao. Ừ. Ông á, thấy chưa? Nãy giao rồi. Rồi ok. Xuất phát fan. Bây giờ nó nói. Nha, nào ngắn là ăn nha chứ phải là bao nhiêu nha. Khoan nội khoan chơi ơi, để tao gặp khỏe rồi sao? Thì bây giờ hết đâu đi. Đây có gì ở dưới mắc kẹt chân cứu liền nha ông nội. Tại trò chơi này đuối lắm á nha. Vậy ta sẽ ngồi đây ok không? Mà đi có gì? Xong rồi về đi đường mới không? Đúng rồi. Tốt. Nhảy mờ không? Đúng rồi. Có gì la liền nha, để anh ta ba được cứu hộ ông nội. La mà bay qua đó bển là mày chèo lên đó bác. Không có lộ gì à. Mày là cuộc bơi cộng đồng nha bạn. Hay có chèo lên cái bác không? Đuối quá kêu sàn qua kéo lại. Ông chơi không? Chơi. Chơi mà đi. Ở trên bờ có gì nữa. Đi đường này nha bạn. Ủa đi đâu? Không đi đường này có rồi nha. Mẹ nó sắp lép rồi đi vậy. Ừ. Phải đi trên đường mới. Tao nhớ nó không bị lé mà sao nhìn thấy kỹ vậy. Mày bị lé rồi có. Giờ đứng đâu? Đây đó đó. Đứng đâu rồi nữa. Ừ. Thì vậy đó. Ở đây không? Ừ. Để tôi làm quen với Lục Bình cái thôi. Ủa biết yêu. Em yêu. Hả? Đứa đứa đi. Đâu không có gì trời. Rồi chơi nha. Chơi phải không? Ok, sẵn sàng đó. Lục Bình nó cao hơn đầu nữa. Rồi chuẩn bị nha. Nè. Bãi Lục Bình trước đi rồi mày chơi. Lục Bình ơi. Lục Bình chơi mà. Tôi. Nếu mà đuối quá kêu kéo lên nha fan. Để gặp bé nha. Ừ. Tôi hồi đó, tôi còn ông chi? Tao đi về nhà. Không có đuối đâu. Rồi nha. Em có hả? Không nha, nè, nhanh hai nhìn lên đây. Nhìn cái mày không cần bú. Ủa ừ ok. Ok, thời gian này của anh đó nha, anh tự. Rồi ba đầu bắt đầu nha. Bảy. Gì trời? Không, từ giờ tới ba rồi cho fan. Vô nha. Ok. Đến chưa tới ba là mày chơi gì không? Chuẩn bị nha. 1. Hey! Hey! Nè, vô nha. Một. Hai. Ba bốn. Tao lại làm cho mày giảm đi cái bị chết không? Để cho mày có thể là vận tốc nhanh nhất. Ông làm tôi mất hứng nãy giờ đó nãy. Rồi, chết rồi. Vô em phải đó. Rồi, vô thiệt luôn nha. 1. 2 3. Thấy trời. Trời chạy luôn rồi. Thấy trời cái người trời. Thấy đủ chạy chạy. Sao vậy? Đủ. Thấy trời. Đi chạy. Gì vậy? Gì vậy? Hay luôn. Tốt quá luôn. Lỗ bao đi chạy. Lỗ bao đi chạy. Đứa nào đứa nào giảm. Về. Nghe rồi nhanh nhanh về luôn trời. Không, ông về là ông hết sức rồi. Về là hết sức rồi hả bạn. Bây giờ mình cứ xem thường thể lực của te bạn mà không ngờ thể lực nó cao hả. Bây giờ em tới bển trời. Mình nghe chạy nó bắn nha. Mình như vậy rồi. Mình bị ói liền bây giờ nè. Rồi xuống đi bạn, xuống đây ơi. Xuống được khác nha. Khác nha, không được cũng nha. Đường mới. Tốc độ đi. Để lâu rồi. Tốc độ đi. Ừ, tay bám tay luôn. Rồi, Lục Bình quá luôn. Rồi, sao bắt tay luôn rồi. Tay luôn rồi. Ai chào lại kìa. Mệt quá à. Giống kia luôn con. Mệt quá à. Dạ. Thời gian hơi bị nhiều đó nha, bú. Giống tay rồi. Đâu bắt tay rồi. Lục Bình giống vết á. Phong nó hà sao te thấy phóng gói thấy nó nhỏ bé vậy trời. Ủa sao bắt tay rồi. Chưa làm đâu được nữa. Mới làm đâu được hả. Giống con. À rồi, khỏi luôn rồi. Dạ. Ngồi đó luôn rồi kìa. Dễ trời lắm đây mày. Vô đường khác nha. Đường mới nha. Mày ngủ luôn hả dạ? Rồi ngồi quá rồi. Ngủ luôn vậy trời. Ôi mày kìa tôi nghe ẻo mãi kìa. Rồi mày bị lỗi luôn mày. Mày bị lỗi luôn nha. Làm gì vậy? Lỗi. Rồi đâu đây mày. Không mà ta lại đâu bắt tiêu với Lục Bình mà Lục Bình rất là nhiều. Đúng. Trời đâu còn nói chuyện nổi sợ gì em. Đâu rồi. Chưa lên bờ mới bắp dài nha. Lên bờ bắp dài nha.
Lên bờ ấp dài nha. Lên bờ. Rồi ok ấp dài. Bước. Thấy sao mày? Bước bước. Lên đây đi cho coi. Làm gì hả? Tấm vò tôi mày. Lên không nổi rồi, tới đây hết sức rồi mà. Mày bị gì vậy? Bị bệnh chứ bị gì chạy? Tao thấy có bệnh gì đâu. Sao bệnh? Tại bệnh đâu? Đâu mà tới ông đi biết là mệt đâu mà. Tại chưa có gì bệnh chứ, không có mệt gì mệt luôn. Chưa nhảy lên mệt có gì mệt chứ. Chưa tới lượt ông có gì mệt. Tại đang gì mệt đơn thường. Mấy trò chơi nói tao quá anh thường luôn thiệt luôn. Tại gì bình thường? Tại vì nó quá nhẹ nhàng. Bây giờ chơi đi ông hộn tôi mệt là vừa rồi. Mày đang mệt đấy, tắt lụng. Ừ. Tôi chân thở cái ghe luôn, mệt gì trời. Gì nữa trời. Lộn xong con gì trời. Gì mà chảy nước miếng, chảy nước mũi luôn như này. Chạy keo cái gì ông nội. Dạ rồi. Quên bẩn. Dạ rồi. Đúng rồi đây. Tao đây phỏng vấn chứ. Bị gì á? Không. Chạy ngủ cái chạy. Ê mở đâu anh ai? Bị gì á? Quá mệt luôn rồi. Phải không? Ông thấy đơn giản luôn. Ba bường lên tới bò cái núi nhẹ. Bơi ông nổi luôn á, đậu bọn nó nặng chịch rồi. Vậy? Bích cái đầu luôn. Mày đi chịch luôn á? Nó lúc dưới đây bích chịch à. Bích chịch luôn. Ừ. Có nặng không? Có đạm luôn nè, cứ lặn. Gì ghê mà. Có đạm tôi ghê ba. Dữ 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 nhanh quá uống nước luôn. Không bây giờ tôi có ý. Tính người tính đậm má đó vậy. Ẩm bọ mày không. Ơi đâu mày, bây giờ tôi có ý này nè. Đâu bây giờ đi thêm một lượt qua bển nữa. Qua bển thôi. Tại giờ thời gian nó bấm giờ trong tay rồi. Thằng ba quận hả? Đúng rồi. Đi thêm một lượt qua bển nữa. Chấm chai hàng ba quận không? Làm quận gử đúng không? Ông chấm chai không? Dứt dứt vậy. Chấm chai hàng ba quận không? Ba quận gì nữa? Là lộ bệnh nữa. Hai ông bơi hai quận đi mới chơi. Đã bây giờ ông đang bấm thời gian của ông luôn rồi nè. Nè qua mới qua mới có 2 phút 11 giây là ông được lợi không? Chẳng tiện đi. Ông được lợi không? Không mấy ông kia là ông được ngồi với mệt chưa đó. Thôi nữa hai tao đi liên tục. Ừ. Mày đừng nghỉ mệt. Ok ok. Chờ. Bây giờ phóng liền luôn nè. Mày đủ ưu tiên. Ok không? Vậy là một lượt bệnh đúng không? Ừ. Đi chơi hai lượt mày. Một lượt không? Này ơi. Là đây bệnh là xong phim đúng không? Ừ. Mày đừng nghỉ mệt. Mày lại thấy hàng tao. Ok ok. Chờ mấy lượt. Hai lượt đi. Hai lượt đi. Này máu gì trời. Đổ không chơi tôi thấy tụi lại hết. Lại tao bơi không nổi sao? Bơi nổi tôi lụm giấy ở dưới sao? Này ngáo trời. Tính tối trời. Trời tính ra, tính ra ông ngồi được ông. Tính ra ông ngồi được nghỉ cái ông cái lượt. Không. Không được. Thôi giải quận ông ơi. Ok là chốt đơn đó. Ông ai giờ sao? Một quận hai quận hai ông này nè. Mấy quận? Một quận hai quận. Gửi là sao? Tới con nữa bấm vàng đó. Một quận là một quận, hai quận là hai quận. Hai quận, một quận là một quận. Hai quận đi chơi vui này. Hai quận luôn không? Ừ. Máu luôn mày. Dứt luôn mày. Mà chơi không nói tôi nghĩ mệt này ra. Không tao ăn tao nói tôi nói. Ôi nè. Ơi, quận không nói ơi, chơi với em. Chơi phải giờ anh em. Ừ, ok, của ta hai quận ok. Vui vẻ là vàng ok. Mày chịu chứ. Chơi bên đây. Tính ra không được lợi chứ không được nghỉ nữa. Mày thua mày không nói nha. Nói gì chạy thua rồi nói. Thua hết rồi nha. Thua chung chứ thua. Mà vậy em thua, ổng đừng còn nghĩ nữa mà. Ở nhà mày ăn lấy thua thiếu sao? Ủa tôi ăn lấy thua thiếu rồi sao trời? Là mày mà thua mà thiếu. Có đâu thiếu cùng như vậy. Đậu bộ tổ chức mà. Cái này chơi giải thử. Giờ hỏi anh em có chấp nhận chơi nữa không? Không có, nó ăn khó. Nó ăn lấy 5 tỷ nó. Thôi, sao giải không đi mới là dài vòng quá. Chị. 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 Giờ chấp nhận không? Chấp nhận chứ. Giờ đi đường cũ nha anh hai. Đi qua rồi xong đi lại đường cũ nha. Bây giờ muốn chạy đường nào chạy? Đó, quận qua đó. Đi đường cũ, đi đường cũ hết đường mới. Rồi mấy ông hồi cũng vậy quá. Ừ, dạ. Đường cũ rồi tôi về đường cũ luôn. Mày muốn đi nào đi? Đi đường. Hai vòng là cái đầu tiên là đường thứ nhất, cái hai là cái đường mới. Ừ. Cái đường sau là cũ. Ừ, đi nào đi? Rồi. Nè, đi đi nha. Em mới bấm là 2 phút 1 giây thôi nha. Thua không la nha. Trời thua không lóc lóc nha. Tôi mà khóc thua thôi mình. Rồi chưa chưa? Thua không lóc lóc. Sự tập trung phân tâm nữa. Dạ. Sao đang chơi vậy? Chơi bóng hả? Chơi xong chơi chạy. Chết chết. Tao này có lợi thế mà không chơi với thèm. Trời nó lợi của mình á. Ông được còn nghỉ mệt xíu đó. Nghỉ nãy giờ là chừng mấy. Vậy tôi chơi trước đi rồi nghỉ thời gian. Sao sao? Rồi chứ chơi. Tôi chơi công bằng giờ nó cũng tay ơi chơi công bằng thì chơi tính tôi. Rồi chơi tao mày. Công bằng. Ờ đâu vậy tôi chơi với mày vậy tôi chơi chạy. Rồi chơi bằng ok. Ok. Đâu bây giờ tôi thắng không nấu nha. Ờ quá bằng. Ok ok. Vậy chơi phải ok có chơi. Tao hết tánh tèo lại chừng bằng thì mày. Ok. Ok ok. Ok tiếp tục nha. Ừ. 2 3 không đây vô không phải chạy không đây không muốn cứ cày đậu bông đó hai vòng không muốn đâu muốn bốn vòng lòi cái bông luôn á
Trời. Các bạn vậy chứ thử đuổi đi nha bạn, tại vì lục bình nó nặng cái giò mình lộn qua đi nha. Còn làm nào có cần muốn nó quắn cái giò nữa. Rồi nước. Có chịu luôn. Sắp đuối. Bú luôn. Trong cây tôi không nhớ. Đúng rồi. Ông làm ói luôn bây giờ. Ông mạnh mẽ trời. Không chứ cái này nó dữ dằn. Đồ mạnh mẽ trời. Tại sao mà bạn? Sao rồi? Đủ. Mày đi chạy. Mẹ đi chạy. Bắt theo luôn mày. Không mẹ, nói chung là tao hôm nay mày biết được thể lực của nó mạnh mẽ. Rồi. Quá mạnh mẽ nè bạn. Lần nào tới vòng 2 cũng nằm chơi không có. Quá đuối, quá đuối. Này bị đuối. Rồi nằm luôn. Rồi. Không có nhảy được mình, tôi chìm luôn á. Không, thời gian này hơi bị nhiều nha, ta ăn chắc rồi. Không, bạn đi lẹ lẹ ha. Ừ. Chậm chút. Bên kia nó hơi bú nha. Cứu hộ đi sao, cứu hộ đi sao. Cứu hộ hả? Cứu hộ, cứu hộ. Sao cứu hộ mà mày cứu hộ bị lậu luôn nha. Đi chắc không? Đang mệt mà mới mưa này nó húi gì vậy? Húi hả? Quá trời húi luôn. Sao húi ta? Nước à, đây thù lùi có đâu húi trời. Rồi 374 luôn mày, thua luôn mày. Sao đâu mày đai luôn đó. Ối luôn. Ối luôn. Mày đai con xin luôn nha. Giờ hai quận đi, quận qua mau quá, quận kia lâu biết trời. Sắp ói rồi. Sắp ói rồi. Rồi, cấm chưa? Rồi, đù. 70 phút luôn. Ôi trời, vô miếng nước vô họng đi trời. Miếng nước họng lại rồi. Không, không, tôi bị cái lửa cắn cái gì đấy. Để tôi cứu hộ mày. Để lúc mình nó ngồi mày cho mày mau thịnh. Cứu hộ, cứu hộ. Cứu hộ quá. Đắp mày luôn không sao, đắp mày luôn. Đắp mày luôn không sao. Rồi, cú tê nó hoàn thành cuộc chơi nha. Ê, tính ra nãy, hồi nãy của ông vòng 1 là 2 phút 18 à. Mà sao vòng 2 mới có 1 phút mấy trời. Nhanh đi. Một hai, vòng 2 là 1 phút 48 vậy à. 1 phút. 1 phút chẳng. 1 phút mà 47 á. Đúng. Tính ra vòng 4 phút đúng không? Ủa 2 phút 22 giây. Đúng 22 giây hả? Ủa? 1 phút 22 giây. 42 giây không là. Mấy ông này hơi với ông này. Ông nội nói gì vậy? 1 phút 42 giây. 42 giây. Ừ. Chứ đầu tiên 2 phút. 2 phút 18. 2 phút 18. 4 phút á. Vậy là mày 9 phút 17 đó. Biết rồi. Cái vòng 9 phút 17 đó biết rồi trời. Ủa tao đâu? 9 phút 17. Mày 4 phút chẳng á. Mà tới giờ mà chút lùng là thấy được mình rồi trừ lại thời gian 2 phút á nha. Thấy mình gian không đi được khác mà. Thấy gian. Bấm giờ rồi mà. Bấm giờ rồi người ta mới chả thấy với bụng cô. Thấy gian người ta khi nằm thì là quá không biết. Cái thèm hả? Mày bấm giờ cho mày rồi mày bú. Ok vậy trừ người 1 phút đó. Gì? Trừ mấy tao là 1 phút mà. Ừ vậy. Vậy tao biết tụi ta đi 3 phút là trừ 1 phút 2 phút nha. Ok. Thấy mày. Thấy mày. Thấy mày. Thấy mày. Thấy mày. Thấy mày. Ừ. Nếu tao loại 3 phút thì trừ 5 phút còn lại 2 phút. Đúng rồi. Cậu em bút cho cậu. Cậu em. Cậu phải trừ. Cậu không chơi như vậy rồi. Không, cậu tao không chơi. Không chơi. Có thương của mày. Cái gì? Có mày kìa. Hả? Ừ. Tôi thua non. Gì? Tôi thua non. Tôi non. Tôi non. Cái gì? Ôi trời. Cái gì? Cậu đó là lỗi nha. Cậu đó là lỗi tôi nha bạn. Không ơi. Vậy trời. Còn ông kìa không chơi đi. Mày hiểu không? Thiệt không luôn. Cái gì? Ừ, trời, vậy trời, vậy hả? Ôi, nhiều đúng không ta? Có hôi quặng chứ thôi. Ok, mày hôi cái hầm xuống quắc mà ai mà nhảy. Đừng sao? Đúng không? Anh chơi là nói đẹp với tôi nha. Ừ, một người thấy là lỗi nha. Tôi thua. Giờ này là đậu cùng nè, mày chơi không chơi? Không chơi. Là sao? Lậu. Thua không? Nó thua đi. Nó thua đi. Tôi thua. Ok, em thua nha. Ừ, lỗi nha. Lỗi nha. Rồi, giải thể là tao chơi. Ok. Chơi đi. Rồi. Mày ra tao bóng. Ra cho các bạn xích lần kia đi, gọi là xích lần kia đi. Lại xích lần kia đi. Được chưa đi? Đi tôi lên bờ. Lại có ngồi mà có tao lỗi nha. Lại kia đi, ừ, ngồi đó đi. Ngồi đi. Trời ơi, tới giặt lộn nếu đuối chạy chưa chứ. Tôi thua, tôi thua. Chạy đi chứ. Ông thua còn tôi với ông chơi mà sợ vậy trời. Mày thua ông đi. Tôi thua 4 vòng đó, nghĩ tao sẽ thua chơi. Ông chưa chơi mới thua tôi á. Đáng ra là mày chơi chưa chơi thua tôi đi, tao nào tao khỏi chơi. Rồi. Tôi nói cho vui mà, cái hướng nhẹ lắm nha. Rồi, mà tao lép được, mày lúng mệt nhẹ lắm mày. Mày đánh hù dội, tao sợ vậy. Cái đó lúc mình giống như phao mà nó có lúc mình trong dẹp với luôn thì nặng nhẹ lắm. Không mày không dọa tao, tao không dọa đâu. Phao thì cái từ đó tao bị không dọa lớn không?
chơi đi, dỗ chơi đi. Bây giờ tôi đếm cái đầu ông phóng liền nhau Sam. Ok. Rồi. Ngay giữa nha. Ok. Tôi đếm là ông phóng đi ông Sam. Ok. Chuẩn bị nha. Ông phóng nghe nha ông Sam. Chuẩn bị nha. Sẵn sàng khởi động rồi, khởi động đi ông nội. Khởi động, khởi động. Ừ, khởi động, khởi động, khởi động, khởi động. Rồi, ông Sam nè. Rồi, chuẩn bị. Thường quá, thường. 1 2 3. Thôi nghỉ luôn. Trời ơi. Ủa không, ủa sao vậy? Chơi chắc bú luôn á. Hả? Cho tao giải, tao giải, tao giải. Tao giải. Tao giải. Cho giải. Lấy gì? Lấy gì đây? Mẫu ông năm xì tôi quất bốn cho ông chơi bị lỗi hết. Ông chơi bị lỗi hết. Tao chịu luôn. 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 Tao là mày bị chôn á, tao đâu có ai đâu chơi. Chôn gì đó? Chôn là hai tao không lỗi, mày lỗi mình á, mày khùng mày lỗi. Mày mưa túi vậy, sao lại với nam sĩ rồi mày bu. Mày sĩ với ai? Đây, nam sĩ đây. Nam sĩ tìm tay đi lại cho, quay thấy rồi. Chơi giả đụng đi chạy như sao? Thôi chơi đàng hoàng đi giỡn hoài. Thôi chơi đàng hoàng đi giỡn hoài. Nói mày nghe nè, là chỉ có mày ngu, là chỉ có mày ngu, chỉ có mày ngu. Còn gì nữa đâu mà khóc với trời. Các bạn ngu. Là chỉ con. Quý rồi. Vậy tao luôn không làm gì? Không làm rồi. Mày quay vậy? Ủa anh hai, sao sống từng tuổi này mà anh ngu quá anh hai? Trời nhớ nhớ nhà nhớ mặt này nhà nhớ anh nhà nhớ một lần nha. Không nhớ mấy cái tiền nha, cũng có ngày tôi lên cho mấy ông tôi thất hết. Trời ơi. Đâu. Ăn mệt nha tôi nói. Bye bye không? Bây giờ anh đổi được ba tôi em đi rồi lấy lại. Lấy nào không? Ở đâu? Cái này nó quýu lắm rồi. Quýu rồi. Cái chân tím rồi. Thôi ta, đôi bắt được tao này ta. Thôi về luôn đây. Mày cảm ơn chia sẻ cho anh Phú. Đây là những hậu quả của những clip trên mà anh em đã tạo ra. Nó có dây thì buộc nó phải có trả nha. Tại nó dây nó của mình rất là nhiều bạn. Bữa nay nó trả nó chưa đủ đâu. Tại nó không phải cho mình trả cho mình vốn, nó phải trả cho mình lời. Nó còn nhiều lắm con cao. Vậy là còn chơi nó nữa nè. Thôi lỡ lần này làm sao tôi nói. Thôi lỡ lần này không nha, làm sao chơi nữa nha. Ôi,